ai thịt heo không? Thịt heo Fre đây. Cúng cùi là cuối cùng sau 47-49 ngày. Con heo này cũng đã đủ ký, móng chân cũng đã đủ dài để vô bịch làm neo. Nói chứ đây là cách làm neo hiệu quả cho các bạn nuôi cún nè. Chứ bình thường để nó xuống dưới đất cắt móng cho nó, giống như cá mà bị bắt lên bờ vậy. Nó dậy đành đạch đạch đạch, ai chịu cho nổi. Kiếm cái bịch bỏ vô treo lên cắt móng. Mà hàng xóm đi qua tưởng bán thịt heo thiệt, ai cũng hỏi nhiều ký vậy em. Bánh bao nó nghe xong chắc sang chấn tâm lý. Hai, mọi người là một công dân tiêu biểu của thời đại mà chỉ ở nhà ăn với ngủ và nhận thấy tình hình lương thực ở nhà lâm vào khủng hoảng. Ngày hôm nay Bánh Bao quyết định nhờ ông Bông làm bá viết cho tấm bằng, sẵn sàng hy sinh nếu thiếu thực phẩm, và được chính tay Bánh Bao ký tên công nhận. Có thể nói đây là công việc có ích nhất mà đó giờ Bánh Bao làm được, ngoài việc ăn ngủ rồi phá ông Bông làm bá. Để chứng minh mình không nói điêu, Bánh Bao ra trước nhà cho bàn dân thiên hạ làm nhân chứng, để chứng minh Bánh Bao không chỉ một mà có thể làm đến 7 món. Cô chú ở trên TikTok có ai thiếu thực phẩm thì đừng có lo nếu đã coi được clip này. Hi, xin chào các bạn. Nhân dịp một ngày mưa to gió lớn, mình sẽ quyết định may đồ cho Bánh Bao. Do tình hình dạo này căng thẳng phức tạp, còn cái nịt không có ra đường đi đá banh được, nên lấy mấy cái vớ đá banh may đồ cho con heo này luôn. Chứ nhiều bạn kêu sao anh không mặc đồ cho nó đi. Ok, mấy bạn thích thì tôi chịu. Và đây là tác phẩm sau khi người mẫu lên đồ. Ta nói người mẫu lên đồ đẹp bao nhiêu, nhìn con lợn này lên đồ mà tôi tưởng con heo xấu xí nào giấu mặt không á. Nói chứ tình hình phức tạp nên Bánh Bao cũng phải có khẩu trang nè mọi người. Vâng, và sau đây là phần catwalk của thí sinh Bánh Bao đến từ Pháp, với chỉ cao 1m bẻ đôi bẻ ba gì đó. Vâng, và những bước đi rất là quyến rũ. Còn đây chính là đối thủ nặng ký của Bánh Bao, chú gà vàng. Gà mà bay đến đâu là Bánh Bao sẽ phi đến đó. Và kết thúc lại chương trình có đồ mới, đó chính là đi ăn. Chuyện thì cũng bình thường cho đến khi nó cắn đứt đôi dép của chị Đại. Mà đôi dép độn chị Đại thích nhất mới ghê chứ. Có lỗi xong rồi ảnh nằm xin xỏ. Thôi nhưng mà quá muộn rồi con, chị Đại đã có cục bông mới. Từ bây giờ không thương Bánh Bao nữa, sẽ chuyển qua thương Bánh Bèo. Khúc này hai đứa nằm giao lưu văn nghệ dữ lắm. Giao lưu sao mà đứa sợ nằm co rúm trong góc, nơi anh Bánh Bao đã bị nhốt vô chuồng. Nhìn cái mặt chắc tức lắm, nghĩ sao ta là boss cái nhà này. Cái đâu ra xuất hiện con Bánh Bèo vô dụng. Nói chứ cái này bé Bánh Bèo hàng xóm muốn đi qua giao lưu với anh Bánh Bao. Mà trời ơi, có thái độ của nó kìa, không thèm nhìn luôn. Chắc chưa, không thèm nhìn gì thôi đem đi trả nha. Ủa, rồi sao lon ton chạy theo làm chi? Đi theo ra tới cửa rồi ngồi chặn cửa không cho người ta về. Cái tấm gì kỳ ghê. Nói chứ để coi sau này thái độ con Bánh Bao làm sao, rồi tìm cho nó thêm đứa bạn. Nhiều bạn hỏi, ủa anh dạo này Bánh Bao lớn rồi ăn gì? Thì mình hay cho bé heo nhà mình ăn cơm. Lâu lâu thì cho ăn vài hộp pate súp bí đỏ vậy nè. Chỉ cần múc ra tô bỏ lò vi sóng quay cho nó lẹ. Mà dạo này nó lớn rồi nên chỉ ăn ngày 2 bữa thôi. Lúc ăn thì có bỏ thêm rau để hệ tiêu hóa của bé heo tốt hơn. Trước khi ăn thì tập cho con heo này ngồi đợi. Chứ mấy dòng bùi nó hấu ăn lắm mọi người ơi. Ta nói vừa dứt chữ ăn cái là cái tô súp bí đỏ bay sạch trong 3 giây. Tới tối thì cho Bánh Bao mặc ngu ăn cái kia, còn cái này mình ăn. Đâu phải đồ gì cũng cho Bánh Bao ăn được. Mà có mấy cái hũ này tiện ghê, khỏi cần nấu nướng gì nhiều cho Bánh Bao. Chỉ cần bỏ cơm vô rồi trộn lên, rồi cho vô lò vi sóng quay là xong.